Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là rắn săn mồi Snake River nhé anh em. Và anh em hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và rung cái chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Comment ý kiến xuống phía dưới video và anh em hãy click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình nhé. Nếu xuất hiện quảng cáo ở dưới này, anh em phải click quảng cáo và xem quảng cáo để mình có thêm kinh phí để mình nạp vào trong cái tựa game rắn săn mồi này. Cảm ơn em rất nhiều và chúc anh em xem video vui vẻ. Và mình có làm thêm các video ở kênh Mr. Thành bên này nha anh em. Thì mình anh em phải qua đó xem và ủng hộ cho mình. Ok, hy vọng là anh em sẽ xem hết quảng cáo cho mình nhá, thì để mình có thêm tiền để nạp trong này. Thì mình vừa mới có nạp một chút game ở đây để mình mở một cái hòm anh em ạ. Hôm nay sẽ mở một cái hòm vàng đây, hòm gold đây. Thì nó sẽ có thể chứa được từ 5 đến 10 game, 35 đến 45 cái đồng tiền này. Mình chỉ cần 1.000 đồng là mình sẽ đủ mua con rắn. Đấy, sẽ thử may mắn nha anh em. Hòm vàng nhá, 300 game, mình sẽ mua luôn này. Mở ra đây anh em. Ui, hòm vàng đẹp thật sự luôn, mở. Mình hy vọng có cái gì ấy. 7 game, Fireball, 40p và rắn không? Ui trời ơi, tôi được cái màu anh em ạ. Có thêm một cái bí kíp mộ nữa. Cho được hai cái octopus. Mình có thể được cái gì đó xịn sò. Cái này thì hầu như là rất là ít khi được cái đồ xịn nha anh em. Ngày mai cha sẽ đủ cái điểm ở đây để có thể mở được một con rắn. Chắc chắn ngày mai sẽ mở con rắn nha. Thì mình sẽ có thêm một số cái thứ mới để kết hợp vào cho cái item của chúng ta. Đó là cái emoji. Chúng ta có emoji bia mộ anh em ạ. Và mình có thêm một cái gọi là cái đèn ấy. Khi mà ta chết nó sẽ biến thành cái đèn. Khá là hay ho. Rồi chúng ta sẽ chơi đi. Rồi chúng ta sẽ mở cái hòm này ra trước để nó unlock ra trước. Đó, rồi. Và Battle Royale này anh em ơi. Top 1 nào. Hôm nay phải top 1 phát. Mở hòm vàng cái cảm giác nó không được gọi là như ý lắm. Hòm vàng thường thì có thể là sẽ ra được rắn, nhưng mà hôm nay thì hơi đen là không ra được. Nhưng ngày mai chắc chắn là mình sẽ mua được thêm con rắn mới nha anh em. Mình đủ 1.000 tiền là mình mua được thôi. Đơn giản thôi mà. Ok. Rồi, ok, hút hết tất cả vào đây nào. Nào nào, đi nhanh, ăn nhanh nhất có thể. Mình có cái emoji mới anh em ạ. Mình cần được kiếm thêm những cái đèn nhấp nháy. Đó, chính xác là những cái thứ mình cần. Hiện tại là không có cái nhấp nháy gì cả. Không có quả cầu nhấp nháy gì cả ở đây. Có vẻ như là hơi là ấy một tí xíu. Mình sẽ ăn hết cái đống này đã. Ok, chúng ta sẽ đang lướt ở đây cái để hy vọng là chúng ta sẽ có thể ăn được ở này. Đâu nhỉ? Hello, đây rồi nhỉ? Rồi, oh my god, hay lắm. Bây giờ mình đi kiếm những cái thức ăn này, vừa đi kiếm thức ăn và vừa đi kiếm những cái ui, chỗ này không có rồi. Ui, giật hết cả mình nha, chỗ này đông thế. Chỗ này đông quá anh em. Rồi, chúng ta sẽ cần, ui, đông thế. Đánh nhau làm gì? Ui, đánh nhau kinh quá nhỉ, chỗ kia đánh nhau ghê quá. Rồi ok. Mình ăn hết được cái quả kiwi này, nó không chịu được cái nhiệt độ của chúng ta và nó tự đâm. Nó tự đâm vào người mình nhá, mình không làm gì cả. tự đâm, tự chết, thanh niên tự hy sinh. Mỹ kìa anh em ơi. Oh my god, đông thế. Đông quá. Từ lùi lại. Ui, thế sợ thế. Ô vai lúa thật sự luôn, đông thế nhở. Đông quá. Chúng ta không được ăn một cách tự do và thoải mái anh em ạ. Còn này sẽ chết mất. Ui ở Việt Nam kìa, chơi rắn kìa, cái gì đó kìa, rất là đông luôn, đánh nhau chí chóe từ lúc nãy đến giờ theo mình thấy như vậy. Sợ quá mấy anh là kinh. Ui mà nó ăn nhiều quá anh em ạ, và không biết là liệu rằng mình sẽ như thế nào đây. Bên ngoài này cũng có đồ ăn này, nhưng mà không chắc là nó sẽ ra đây. Chính xác là không chắc là ra đây đâu. Mình sẽ sang bên này. Oh my god, ngon ghê. Có hai người thôi anh em. Rồi mình đang ăn hết cái đống này bên này đã. Hay quá. Chúng ta đang khá là dài anh em ạ. Ui, phải nói là ngon thật sự luôn.
Ôi Việt Nam đối Việt Nam à. Nhưng mình cơ thể mình dài hơn thì phải. Có lẽ cơ thể chúng ta dài hơn con này nó một xíu. Đây rồi. Chúng ta đi vòng ra chỗ này để có thể ăn được thêm mấy cái điểm ở bên này. Ây chà. Đấy đi. Hình như là chúng ta yếu hơn thì phải. Mà anh chúa vãi lúa rồi. Chết rồi, không vào vòng bo là chết rồi anh em ơi. Oh my god. Nào vào đây. Khá là căng ta. Khá là căng thẳng đấy. Việt Nam đấu Việt Nam à. Việt Nam đấu Việt Nam thì hơi là có cái lo ngại là chúng ta sẽ thua mất. Nếu bình tĩnh rồi mình bị đốt khá là nhiều ở bên kia. Từ từ để xem nó bo vào đâu. Nó bo vào đâu thì chúng ta bắt đầu là mình di chuyển. Mình sẽ nó bo vào phía dưới nên chưa biết được thế nào. Đâu nó bo vào đâu ta? Nó bo vào đâu nhỉ? Đấy nó bo vào trên rồi anh em ơi. Hay quá. Đây nó bo vào trên này. Ồ, thằng này may thế nhở. Nó biết cách tìm đường đi sang bên này rồi. Rắn Việt Nam. Ui dồi ôi, mình lại đâm vào cái kia trước anh em ạ. Hơi ấy. Trận đấu với rắn Việt Nam là cảm giác thấy ôi silver đấy. Nhưng mà lại được cái hòm bạc này anh em. Ngon vãi trưởng luôn. Ồ, trời, quả đấy là đâm vào trong cái tường ạ. Ôi chà chà, chúng ta đang bị gọi là ép vào rồi. Mà đánh hay quá. Nó kiểu là Việt Nam thì cũng sẽ hơi khó để có thể chơi lại được. Rồi chúng ta sẽ sang trận mới nha. Chúng ta được thêm khoảng là 1,000+ đây. Mình đang muốn là cái rank này mình lên cao này một chút này để mình nhận được hộp bạc. Hiện tại mình đang được thứ 11 và mình hoàn toàn là đứng có thể nhận được cái hòm bạc đây. Hòm bạc là sẽ là mục tiêu của chúng ta nha anh em. Thì hòm bạc là dĩ nhiên thôi. Hòm bạc nó sẽ có chứa nhiều mảnh hơn là cái hòm đồng. Cái này nói chung là anh em cứ chăm chỉ chơi thì nó sẽ có thêm rắn mới, có thêm rất là nhiều thứ mới. Cái này nâng cấp thì nó chỉ để đẹp thôi chứ nó cũng không quá nhiều tác dụng cho lắm. Nhưng càng về sau thì nhiều cái hình dáng nó xịn xò hơn. Đấy, vậy. Mình sẽ mua hết rắn 1.000 đồng xong mình sẽ chuyển sang rắn 2.000 nhé. Vậy thì sẽ hơi bị tốn kém đấy. Ok, đi nào anh em ơi. Cái lợn. Ghê vậy. Chưa kịp làm gì luôn là bắn cho mình vừa ăn được một ít xong rồi bắn cho tung mồm luôn. Rồi, bắn thì bắn thôi. Ok anh em. Ok. Lướt ở trên này và đang ở phần trung tâm của cái Việt Nam ạ. Thế nhỉ? Ăn mất cái ô của mình rồi. Thế bị điên đi. Chỗ này cần phải có cái tay lượn khá là tốt đây thì có thể đi được. Khá là đông vui nhỉ. Nghe ở đây đông vui vãi trưởng luôn. Oh my god, quả bắn tốt phết nhỉ. Đùa đâu. Mình hết cái bắn rồi. Mình bắn quả đấy quá hợp lý luôn, bắn vỡ mồm một thằng nào vào luôn. Ăn được đúng cái lửa và bắn luôn. Còn đợi gì nữa, cho nó bo vào này. Ui. Oh, chạy nhanh đấy em ạ. Bay nhanh đấy. Mấy anh Việt Nam mà thích hay tạt đầu lắm. Mình cũng hơi sợ mấy anh Việt Nam. Cái nhau kinh rồi, kiểu gì cũng chết rồi mà xem. Việt Nam là thích kiểu tổ lái, không thích chơi kiểu yên bình nhỉ. Thích tổ lái kinh quá. Ok. Đây thì mình. Oh my god. Rồi được ăn hết này, cùng cái này đã. Các toàn mấy con rắn mày nhìn trông lạ vậy. Nhìn này. Nhìn nó dị vãi lều luôn. Chưa hiểu là con rắn nhìn này. Nhìn nó xấu vãi cứ. Không hiểu là sao nó xấu như thế được. Rồi ăn cái này phát.
Vào đây nào cưng ơi. Nó thấy mình cái là nó bắt đầu nó chạy hay sao anh em ạ? Đúng không? Thì như nó thấy mình cái bắt đầu nó chạy. Ta đang tổ lái thì còn 3 thằng nữa rồi mà mình không phải là quá là dài. Mình không phải là quá là dài Hàn Quốc này. Hàn Quốc anh em. Vòng bò, cái viền bò bên ngoài này. Còn đang thêm một cái nhấp nháy nữa thì nó quá tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ là cái nhấp nháy nó ở trên rồi. Xa quá, xa quá, xa quá, xa quá. Xa, xa này. Xa này. Rồi ok. Thằng này to thế nhờ. Nó tốt thế nhờ. Miễn tử một xíu nữa. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Cuối cùng một lần. Chiếm vị trí giữa anh em ơi, ta chiếm cái vị trí giữa đi. Rất là nhiều. Cơ hội thắng của chúng ta sẽ là tốt hơn rất 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 nhiều luôn. Nó không dám manh động. Hàn Quốc ạ, đấu với Hàn Quốc anh em ạ. Việt Nam, Hàn Quốc à. Đây rồi, đây rồi. Chỗ này là mình sẽ phải bo vào được. Và mình có thể chiếm được cái diện tích này. Nó nhỏ hơn mình. Đấy, win rồi. Hàn Quốc nó yêu bóng vía. Chứ ông Việt Nam vào thì sợ lắm. Không biết thế nào được một lần. Việt Nam thắng Hàn Quốc. Yes. Hàn Quốc, đấy chưa. Thắng thì mới được hòm bronze, còn thua thì lại được nhì thì lại được cái hòm bạc. Thì tôi không hiểu tại sao lại như thế. Cuộc đời nó rất là nhọ. Nhiều khi thua Việt Nam kia mà lại được hòm bạc. Thế mới buồn cười. Cái gì đây? Landscape mở, hình như game này được Việt Nam mua hay sao? Thì được bên VTC mua thì phải. Có lẽ là thế. Level 37. Ui, level tăng cao, cấp cao. Level 200, vãi lều, gì đây? Có vẻ là game này nó cũng khá là mới, khá là hay, mới ra mắt. Landscape chúng ta sẽ có là 2200 cúp. Mình sẽ lên rank rồi anh em ơi. Chắc chắn nó sẽ lên rank rồi. Ồ không à, chưa lên. Ui, thằng Mỹ khỏe khỏe thế. Mấy thằng không có cờ này. Việt Nam không, ui, mình đang là Việt Nam đứng cao nhất ở trong cái ô này. Còn có 8 tiếng thôi, không chơi thì không lên được cái mức này đâu. Và sẽ không được hòm bạc đâu mà cái hòm đồng rách ấy. Rất là tệ luôn. Mình sẽ phải chơi luôn. Rồi, tiếp tục là Battle Royale thôi. Đang tập trung hết sức vào cái Battle Royale để có thể là giành được hòm bạc. Chúng ta nhất thì không thể nào mà nhất được rồi. Mình chắc chắn với anh em một điều là bọn nó cày. Chắc là phải cày 24/24 mất. Dạy là cày. Mình không có thời gian như thế. Mình phải cày thêm nhiều từ game khác nữa. Để làm video cho anh em xem nữa. Không thể nào mà cày hết tất cả các game thấy được. Nó quá nhiều game. Rồi, chúng ta sẽ Battle Royale. Ôi. Việt Nam, Hàn Quốc. Rồi, chúng ta sẽ mở. Mở lên. Xong, Battle Royale. Bắt đầu vào nào anh em ơi. Mở. Mở trứng. Mở trứng. Ok. Rồi, bắt đầu là di chuyển nhá. Bạn lều thật sự luôn. Đang định ăn thêm một ít, một xíu xíu ở dưới này. Nhưng mà cuối cùng là nó không cho nó ăn. Không được mình ăn được vì nó đã ăn hết rồi. Chỗ này đông nhỉ, chỗ này nhiều thức ăn ghê. Phải nói là cái chỗ rìa mép này thức ăn nhiều vô kể. Nhưng mà chỗ này lại thấy ít rồi này. Hình như vừa bị ăn rồi thì phải. Ồ, chính xác chỗ này vừa bị ăn rồi. Cái mép bên ngoài thường hay bị mấy con rắn nó ăn lắm. Vì đây là nơi sinh ra bọn rắn mà. Trời ơi. Không có ấy nhỉ, không có cái nhấp nháy nhỉ. Đèn nhấp nháy nhỉ, để mình có thể là top 1 phát. Đây rồi. Ok boy. Rồi, ăn thôi anh em ơi.
cà khịa, tính cà khịa cực cao. Dân Việt Nam thì tính cà khịa siêu cao rồi. Có vào không? Không vào ạ? À? Đùa, nó nhìn thấy mình nó sợ quá, nó chạy mất luôn. Ơ, nhiệm vụ mình chưa xong à? Nó tưởng mình giết được, mình hit, mình bắn mấy con rồi cơ mà. Thì nhiệm vụ này phải xong rồi chứ nhỉ? Mình cứ ăn ở ngoài kia, kia tĩa, lấy biết ngay mà. À, này nó cản đường mình quá. À, mình hơi chậm chân nhưng mà may quá mình vẫn vào được. Mình vẫn vào được trong này. Kinh gì kìa, lại Việt Nam kìa anh em. Ôi tôi tưởng cái này thức ăn cơ. Cái tí mình ăn mà nó sợ thật sự luôn. Rồi sang bên này cái kinh gì đối đầu với kinh gì. Mà đây kinh gì xịn mà. Ở đây đây. Ôi vậy. Vào đi. Em định đi ăn cuối cùng là thành ra như thế này. Ok. Mấy con này nhìn trông khó nhìn thế. Kiểu nó muốn mình giết nó hay sao ấy. À, nó muốn mình ăn nó hay sao ấy, để nó lừa hay sao ấy. Cú lừa, sợ đấy, đáng sợ đấy. Sau đây cái là người cứ xoay xoay quanh ấy, còn có 9 thằng thôi và đang ăn rất là nhiều. Mình cũng ăn, mình ăn thức ăn. Mình sống hòa bình, không đánh nhau, không đập nhau. Khi nghe gì đuổi theo cái kia. Ok boy, thành niên kia đuổi mãi không được. Đuổi kém đấy em ơi. Mình đích hiểu rồi, đuổi mãi không được cuối cùng mình ăn. Cuối cùng mình là người ăn anh em ạ. Và mình ăn được cái thằng kia khá nhiều, mình phải lấy quyết tâm này. À, tập vào đầu nó mà. Một là ăn, hai là chết mà. Ở đây một ăn, hai là chết. King NG này hơi bé, King NG này hơi bé. Mình cũng không phải là quá to đâu anh em ơi. Nên đừng có coi thường nó. Đừng coi thường. Đâm vào mấy cái vớ vẩn này chết ở đây thì đúng là nhục lắm. À, tôi đang ở cái ô. Ô này. Nó vào đấy. Mình cũng phải sợ lắm. Ui, nó cũng dài lắm anh em ạ. Thanos anh em ạ, tôi đấu đầu với Thanos. Vãi lều. Mày cười đi, mày cứ... Bên kia mình có một con này, bên kia có một con chết. Nghĩa mình qua đây mình ăn. Oh my god. Rồi nó dài hơn mình, thì như nó dài hơn mình. Nhưng mà ăn cái gì đó bên ngoài. Vừa ăn, vừa nó chui ra. Nó chui đầu ra, nó ăn cái bên ngoài anh em. Đây Thanos à, đây thì Thanos này, chúng ta đã hạ được Thanos rồi anh em ơi, vãi lều thật sự luôn. Thanos có kinh nghiệm để lên level. Và rồi thì chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.